Có lát về gửi cho, kêu nó đỡ càng rộng càng tốt. Hả? Có lát về gửi cho, kêu nó đỡ càng rộng càng tốt. Gọi là minimum là 50. Giữa 50, 50. Hai lông chim đối đầu đúng không? Dạ. Mình nghĩ là ngoài cái sân nhưng mà có 50 ở đây, có 50 à? Ờ, ở đây có 50 à. Nhưng cho quy trình của cậu gì đó, nó khác nhau, đâu có giống nhau được. Đợi lát nữa, đợi về phòng gửi cho, chờ tí đi. Cái sân đó là nhà máy. Còn cái này là giàn khoan, nó khác. Sơn có làm Quảng Ngãi không? Duy Sơn có làm không?